Hello các bạn, clip này thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là các cái gian hàng ở trong chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám các bạn nhé. Chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám lúc này thì khách vào cũng khá là đông rồi đấy. Hôm nay là vẫn là một ngày thứ bảy như mọi khi thôi. Ở đây thì cứ thứ bảy là khách lại lên đây, tất cả người khắp nơi lên đây các bạn ạ. Ta lên đây người ta mua đồ cũ. Các bạn nhớ lưu ý cho mình là vào thứ bảy thì chợ đồ cũ mới hoạt động nhé, còn chủ nhật thì người ta chỉ bán đá quý thôi. Đấy, mình cũng không hiểu cái tại sao nó lại là như thế, nhưng mà từ xưa đến nay nó vẫn vậy rồi. Ở trên chợ đồ cũ thì rất là đông này, các bạn nhìn mà xem. Cái khu chợ này nó không giống như là khu chợ ở Vạn Phúc, là nó rất là rộng lớn, thì ở đây nó chỉ là một cái khoảng sân nó hẹp như thế này thôi. Đấy, trong này có rất nhiều gian hàng, bên này thì những cái đồ, thường là những cái đồ cũ ở trong khu chợ Hoàng Hoa Thám này thì nó được chắt lọc hơn so với cả khu chợ đồ cũ Vạn Phúc. Vạn Phúc thì gần như là đồ từ đồ cũ, đồ cổ cũng có này, cao cấp cũng có này. Nhà bên cạnh đấy cũng có rất là nhiều những đồ mà nó kiểu nó đồng nát, mình nói là mình nói hơi ấy một tí, nhưng mà kiểu thế cho các bạn dễ hiểu. Đấy, còn ở đây thì sàng lọc nhiều hơn, và kể cả chủ người ta bán ở đây, cũng nhiều người ta bán ở chợ đồ cũ Vạn Phúc, nhưng mà thứ bảy người ta vẫn lên đây để người ta giao dịch, người ta trao đổi đồ cũ đồ cổ. Đấy, như bên này này thì là một cái gian hàng như thế. Gian hàng này thì trước thì mình cũng đã có quay một clip rồi, nhưng mà hôm nay mình sẽ xem ở đây là có thêm những cái gì mới hay không ấy. Bởi vì hàng tuần thì các cửa hàng ở đây người ta cũng có những cái đồ mới nữa. Thế nên là nó không giống như là mình quay đồ ăn thì nó chỉ có vậy thôi, nhưng mà đồ cũ thì nó có thể là thay đổi rất là nhiều. Đấy, anh xin phép nhá. Hôm trước chào anh. Cảm ơn em nhá. Hôm nay có đồ một gì mới đúng không em? Đấy, cái là mới đấy anh. Ừ, anh nhìn là anh biết ngay rồi. Hôm trước anh ngắm là hơi kỹ đấy. Đây, con dao này hay phết nhỉ? Vâng. Bên ngoài như bằng nhôm hay sao hả? Vâng, nó hai bên bằng nhôm luôn. Ừ, nó con dao này hay này. Sau gấp của Thụy Sĩ. Ừ. À, cũng của Thụy Sĩ hả? Vâng. Đây, anh mở, tốt nhất là anh mở từng chức năng một, sau anh gấp vào. Rồi. Mình khi mình mở nhiều như thế mình luống cuống dễ bị đứt tay ấy. Rồi, anh hiểu rồi. Đây là mở bia này. Mở bia này. Được, anh cứ xòe ra cho các bạn xem. Ui, chắc nhỉ. Đấy thì nó lại nên kiểu... vào cái kia nó nặng anh ạ. Kiểu cái mic à, đấy. Anh để em mở giúp anh. Được. Đúng là như thế luôn. Có nghĩa là nếu mà mình cứ mở cái này xong mình không gấp vào ấy thì nó cái nhịp nó sẽ bị chặt hơn à? Nó bị cạnh lên à? Bởi vì một cái nhịp nó gánh chung cho hai cái chức năng. À, rồi anh hiểu rồi. Mình mở hai đầu thì mình đang là một cái là thành gấp đôi. Ừ. Đấy. Rồi, cái này là cái gì đây nhỉ? Cái này nó để ví dụ họ đi du lịch ấy, họ khâu những cái lều bạt, nếu mà gió nó thổi rách chẳng hạn ấy thì mình có thể vội mình ấy à. À, để kiểu là đục lỗ như, đúng không? Kim ấy, những cái kim đục lỗ. À, lần đầu tiên anh thấy cái chức năng ấy kiểu như thế đấy. À, cái này là dùng cho những bạn mà hay đi du lịch. Vâng ạ. Nó gọi là khá cô đọng trong một số chức năng, không nhiều lắm. Cái này em bán bao nhiêu? Cái này em bán là 650 ạ. 650 hả? Cái này là hãng Wenger, nó khác hãng Victorinox mà mọi người vẫn thường nhìn thấy. Cái đồ Thụy Sĩ thì nó chắc chắn lắm. Nói chung là quá chắc chắn luôn, mình cầm vào là mình biết. Nào xem em còn cái gì mới nữa nào. Cái hộp này trước anh xem gì nhỉ? Chưa. Cái hộp này là hộp gì đấy? Rượu à? Bình rượu anh ạ. Cái bình rượu này hay phết nhỉ? Nó bằng inox anh ạ. Vặn ạ, à đây đúng không? Đây, nó có cái răng ở đây này cho mình vặn này. Cầm mát tay nhỉ? Chắc chắn. Cũng dày dặn. Cái này là em bán bao nhiêu? Cái này em bán 600 anh ạ. 600 nghìn à? Cái này hay phết này các bạn này. Đấy, bạn nào mà thỉnh thoảng thèm nhấp nhấp một tí mà cầm cái này đi đâu đấy tiện thì bỏ ra nhấp một hớp. Cái này cái gì đây hả em? Đây là bút à? Nó là bút đấy ạ. Nhưng mà họ làm hình thức như là một cái cành cây tre. Vặn đây, đầu bút này. À, cái này là mình mua vỏ xong về mình sẽ... À đây, đây, đầu đấy. Nó giấu đầu bút à? Vâng ạ. À, lúc nào không dùng nữa thì sẽ giấu đầu bút vào trong này. Sau đấy thì sẽ... nhưng mà như nào nhỉ? À, mở bên kia à? Đấy.
hai đầu. Anh còn chưa nhìn ra nó ở chỗ nào, nó rất là kín đáo. Đây mới là à, rồi đấy. Thật là anh thấy anh mở được cái anh bảo quán lại. Vút đây nhá, thế là anh biết được. Ừ. Bằng đồng hết luôn. Cái này thì lúc nào mà mình dùng hết thì mình sẽ mua ở cái lõi này, người ta bán cũng nhiều. Cái ruột này rất là phổ biến anh ạ. Nhiều chỗ vặn ghê nhỉ? Vâng. Đấy, đấy, anh có thể thay ruột khác, dễ dàng, phổ biến. Cái này mấy đồng đấy em? Cái lấy 200 anh ạ. 200 nghìn à? Ừ, bằng đồng đúc luôn các bạn ạ. Đây cũng là bút này. Cái bút này cũng hay ha. Ơ sao nó có cái đầu nhọn đây làm gì nhỉ? Để ấy thủy tinh à? Ví dụ như là trong trường hợp mà ô tô mà mình cần phải thoát ra, mình có thể... À, rồi. Chuẩn, hay. Đầu này rất là sắc nhọn luôn các bạn nhé. Đây này. Đây bên trong thì nó dùng cái lõi này. Cái lõi này người ta bán cũng nhiều các bạn nhé. Cái này thì bằng nhôm. Bằng nhôm hết. Đây là con có gioăn cao su này để nước không vào này. Ừ. Cái này thì bao tiền này? Đây là anh 300. 300 nghìn. À, mình xin phép các bạn nhé, khi quay này mình hỏi giá như thế bởi vì thực ra mình cũng muốn truyền tải đến những bạn xem clip ấy là muốn như là mình đang đi chợ. Thế nên là các bạn cũng đừng lăn tăn cái việc là mình hỏi thế thì chủ quán có thích hay không thích, bởi vì là mình cũng đã xin phép hết rồi và mình cũng có nói rõ là mình sẽ hỏi như thế. Đây là cái bút nó cũng khá là hay này. Cầm chắc chắn nhỉ? Bằng đồng luôn anh ạ. Ừ. Anh vặn ra bình thường. À, cái này hay này, anh thấy nó cũng đơn giản nhưng mà hay, kiểu cách nó cũng lạ. Bút này đơn giản hơn. Ừ. Xong cái nắp anh có thể là vặn vào phía đuôi để cho nó tăng cái chiều dài của bút, anh cầm nó thoải mái hơn. Đây hả? Vâng ạ. Rồi. À, cái bút này hay nhỉ. Cầm thì rất là chắc chắn luôn các bạn. Đây, em đây thích để đây luôn. Để cho để luôn như thế luôn. Ờ đúng đấy, anh nghĩ là cũng như thế. Còn cái này là cái gì đây nhỉ? Cái đấy là cái dụng cụ của các bạn làm đồ da handmade ấy. Để vạch nhà, vạch đường khâu hả? Đúng rồi ạ, họ tạo ra đường khâu sẵn luôn, các cái lỗ luôn. Ừ. Xong rồi họ chỉ khâu chỉ theo cái đường ấy thôi vì da nó dày phải đụng. Rồi anh nhìn lại anh hiểu rồi. Nào xem còn cái gì nữa. Đây này, cái này hôm trước không có này. Cái gì đây em? Cái này đựng tăm anh ạ. Bên trong là bọc đồng. Bọc đồng ở hai cái đầu này. Hay à. Còn gì nữa không em? Còn gì mới nữa không? Nó đào xạ, anh cứ nhìn đi. Cũng không biết đúng không? Nhiều bán nhiều đồ quá. Đây hôm trước thì mình ngắm cái này mình khá là bị ấn tượng bởi cái đồ chơi này các bạn. Bạn nào còn nhớ cái đồ chơi này? Xúc xắc này. Xúc xắc này. Đấy. Hình rất là hay luôn. Kiểu gì cũng có trúng thưởng anh ạ. Kiểu gì cũng là phần thưởng đúng không? Đều phần thưởng. Phần thưởng, phần thưởng cho nhiều người. Đây là khúc cuộn. Đúng tính khúc cuộn. Để cuộn đây. Hôm nay mình sẽ ngó những đồ mới thôi nhé. Quay cửa hàng cũ nhưng mà chỉ ngó đồ mới thôi. Xem đồ nào mới thì mình nhỉ. Còi. Đây là cái còi này. Còn đây là cái thẻ. Thẻ của lính Mỹ ngày xưa đó. Ừ. Sài Gòn. Nếu nhỏ thì vừa. Nếu ngắn thì vừa, dài. Cái này thì kiểu bác nào ngày xưa mà làm bộ đội nhỉ? Thì những cái này nó sẽ có ý nghĩa đúng không? Dạ. Còn ví dụ những anh em mà cái thời nay thì cũng không ấn tượng lắm về nó. Kiểu mỗi một người lính ngày xưa là người ta sẽ có một cái thẻ này để lúc mà chắc là tử trận cái thứ nhỉ. Tử trận thì dùng cái thẻ này người ta sẽ... Vâng, người ta biết được là ai. Nhìn cái là mã số. Vâng. Nó là gắn cho chip căn cước công dân. Đây cái đồng, cái bật lửa này. Zippo, Zippo nhôm. À đâu, quên, bật lửa bình thường ấy chứ. Nó không phải Zippo anh ạ. Ừ nhầm, anh nhầm. Đây. Rất đặc biệt. Cũng kiểu nó như thế. Cái này thì rất là độc dị luôn. Vỏ ngoài vỏ nhôm nhỉ? Vâng, anh bật lên đi.
Hãy bật lên, sinh động không? Cái này em bán bao nhiêu? Cái lấy anh 800. 800. Bạn nào mà thích cái đồ độc dị thì cái này sẽ là cái sản phẩm của bạn. Đây là vòng này. Dây đeo ấy, các bạn kiểu hip hop ấy thích đeo chìa khóa ấy, hay ví ấy, thích đeo dài dài ấy. Ờ. Đây cái này đầu này sẽ móc vào cái đầu đeo chìa khóa đúng không? Đấy, thay vì là những cái dây thông thường thì mình sẽ dùng cái dây này để mình làm cho nó độc đáo. Đây là cái huy hiệu, đây bạn ở đây là bạn ấy chuyên về huy hiệu các bạn nhé. Hôm trước thì mình cũng quay lướt cái huy hiệu này cho các bạn rồi. Đây có rất là nhiều dạng huy hiệu luôn, bạn nào mà cũng quan tâm đến huy hiệu thì có thể liên hệ. Em tên là gì anh quên nhỉ? Em tên Long. Long ở đấy có liên hệ với cả bạn Long ở trên chợ đồ cũ Hoàng Hoa Thám này. Các kiểu huy hiệu. Ngoài những cái huy hiệu ở đây ra, ví dụ như là người ta muốn đặt cái huy hiệu khác thì mình có, hay là mình chỉ bán những cái đồ sẵn này thôi? Sẵn mà đặt thì mình sẽ tìm kiếm ấy, mình sẽ tìm kiếm xem mình liệu có không ấy. Đấy, bạn ấy có rất nhiều huy hiệu luôn. Long huy hiệu. Thôi bây giờ mỗi video anh đặt tên là Long huy hiệu đi nhỉ, cho nó dễ nhớ đúng không? Bởi vì là mình cũng sẽ quay lại nhiều lần mà. Mỗi lần các bạn ấy có những cái đồ mới thì mình cũng sẽ ấy luôn. Mình sẽ quay luôn cho các bạn xem. Bên này thì có cái bao da này. Bao da này thì đựng cái gì ra? Mình có thể để cái dao đa năng vào đấy. Cái này là đeo thắt lưng. Vâng, mình có thể để cái dao đa năng này rồi với cả một cái dụng cụ gì đấy, coi như là mình đi chơi chơi là mình sẽ đỡ phải mang một cái túi lớn. Bao súng. Đó. Em lướt tổng quan bên kia là của mình hay của ai em? Của người khác đúng không? Bên cạnh. À rồi ok. Đấy thì đấy là những cái sản phẩm mà mới, những sản phẩm mới mà trong cái lần này mình ghé thăm thì mình quay cho các bạn xem. Ngoài ra mình sẽ lướt lại những sản phẩm cũ bởi vì là sẽ có một số bạn là chưa xem cái clip cũ của mình. Ui giời, giật mình. Anh cứ tưởng ai thổi anh. Nè. Cái này em bán bao nhiêu? Còi này. Cả bộ này em lấy 800. 800 nghìn này. Đấy, cái dây này. Móc này. Cái móc này khóa kiểu gì ta? Xoáy này đúng không? Xoáy xoáy. Rút lên luôn. Đó. Xoáy cũng được này. Đây này. Xong luồn vào đây cái thì lại ấy vào. À rút được, rút được, rút được. Này. Cái khóa người ta làm rất đơn giản luôn. Rồi. Lượt rượu ấy. Đây cái này thì mình lướt nhanh nhá. Đây là những cái khuy nhựa này, nhựa. Rồi. Cái này cái gì đây hả Long? À cũng là cái đèn này, đèn pin. À rồi rồi. Giữ vào. Xoay tiền à? Không, xoay bình thường thôi. Chỉ xoay bình thường thôi đúng không? Lấy bao tiền đấy? À lấy 800 luôn. Không vết hàn luôn. Dập luôn. Đây bên này nữa đây. Em lướt qua bên này cho các bạn xem cái này. Kẹp calavat. Kẹp calavat. Vai áo. Ừ. Không, calavat. Không phải ấy. Muốn mua cái calavat có phải chứng chứng gói. Dây cháu để trong. Những cái kẹp này thì Long bán bao tiền hả Long? Cứ khoảng 150.000 cái. Cái này bao tiền lắm? Ừ. Cái này lấy chú 1.2 triệu. Đây các hình thù kẹp luôn. Đây là nó là gọi là cháu chưa đánh si thôi. Không bao nó không lên được. Dán này à? Vâng. Cái này thì bọc vải chỗ này các bạn này. Áo là chú đưa cho ấy mấy mấy con tâm. Các hình thù gì cũng có. Cái này lần trước mình chưa quay này. Tròn này. Như đồng xu luôn.
đây là cái gì đấy? À, cái này là cái đựng thẻ, thẻ rồi là capizit. Thẻ ngân hàng anh ạ. Ừ, thẻ ngân hàng. Cái này là để thuốc lào đúng không? Thuốc lá. Thuốc lá, à, kẹp thuốc lá đúng không? Điều thuốc lá kẹp vào đây. Vừa luôn đấy anh ạ. Ừ. À, có cả thư ở kia. Ờ, thư, cái này hôm trước mình quay rồi. À, đây là những cái bức thư từ thời chiến này các bạn này. Cái này rất là độc đáo luôn. Chu Triệu Khiêm này, Cam Danh này. Rồi đấy, thì mình xin phép mình dừng clip này ở đây các bạn nhé. Để mình chia sẻ cái cửa hàng khác. Cảm ơn Long nhé, Long đọc lại số điện thoại nhỉ. Vâng, 0905 0905 bao nhiêu? 0459 Rồi 83 Rồi, ok, đấy là số điện thoại của Long các bạn nhé. À, mình nghĩ là ở đây Long là chuyên về huy hiệu. À, lúc nào mình có huy hiệu đúng không? Đấy thì bạn nào mà thích xem về huy hiệu thì cứ gọi cho Long. Còn các cái đồ khác ở đây thì nó có thể là thay đổi theo thời gian. À, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã xem hết clip. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em nhé.